Kênh Nghiền Nấu Ăn xin mến chào cả nhà. Lấy cảm hứng từ món sơm tam của ẩm thực Thái Lan, nay Duy Nguyễn làm món gỏi giả chay, hay tạm gọi là sơm tam chay. Dùng một trái chanh, em sắc miếng nhỏ. Cho vào tô rộng nửa muỗng ăn canh muối. Rồi em vắt nước chanh vào. Cho nửa lít nước. Dùng một miếng đu đủ sống khoảng 300g. Mình bỏ hạt đu đủ rồi bà bỏ vỏ. Tiếp đến em sẽ bào sợi đu đủ. Rồi cho đu đủ vào tô nước pha chanh, muối để đu đủ được giòn hơn và ra bớt nhựa. Cả nhà ngâm đu đủ 15 phút nha. Sau khi ngâm, em vớt đu đủ ra. Mình rửa đu đủ lại một lần nữa với nước sạch rồi vắt ráo. Làm nóng chảo với nửa muỗng ăn canh dầu ăn. Em cho 200g nấm bào ngư xám vào. Xào áp chảo nấm với lửa lớn trong 3 phút. Tiếp theo, em sẽ tiến hành giã gỏi. Dùng 5 tép tỏi giã hơi dập cho dễ tách vỏ. Em để vào 3 trái ớt hiểm cay và giã cho tỏi ớt nhuyễn ra. Gỏi giả chay hay chính là sơm tam chay thì hương vị nhất định phải cay một chút mới ngon, nên cả nhà phải dùng ớt hiểm cay nha. Dùng một trái chanh, em sắc miếng nhỏ. Và vắt lấy nước. Em cho 3 muỗng ăn canh đường vàng. Hai muỗng ăn canh nước mắm chay. Mình trộn đều phần gia vị này cho tan. Em cho tiếp một miếng chao đậu hũ khoảng 20g. Mình dùng chay quết mịn chao. Một chút hương chao quyện với hương của nước mắm chay sẽ cho ra hương vị mắm chay, vừa đặc biệt cũng vừa rất riêng biệt, đúng chất sơm tam. Dùng 100g cọng đậu đũa, em lặt bỏ hai đầu rồi ngắt khúc vừa ăn. Rồi cả nhà dùng chay giã dập cho đậu đũa thấm gia vị. Một tay mình vừa giã gỏi, một tay cả nhà dùng muỗng trộn đều gỏi lên. Dùng 200g cà chua bi, em chẻ đôi cà chua. Bây giờ cả nhà sẽ giã dập cho trái cà chua ra chất chua và đồng thời cà chua cũng được thấm gia vị nữa. Em dùng một trái xoài keo bào bỏ vỏ. Và sau đó bào sợi khoảng 100g. Em cho nấm bào ngư xào áp chảo. Em cho luôn đu đủ vào. Để thêm 2 muỗng ăn canh đậu phộng rang muối. Vẫn lặp lại thao tác cũ, mình vừa giã gỏi vừa trộn đều cho nguyên liệu thật thấm gia vị một lần nữa là được. Lúc này mùi gỏi tỏa ra rất là thơm luôn đó cả nhà.
Sôm tam chay vừa làm xong là chúng ta đã có thể thưởng thức liền. Từng đũa gỏi giòn thơm với nhiều màu sắc tương phản, vừa bắt mắt, vừa hấp dẫn vị giác. Cộng thêm cái chua ngọt, cái cay nồng, cái vị mắm chay đậm đà. Cứ vậy mà hết đũa này đến đũa khác. Cả nhà hãy làm gỏi giả chay để ăn chơi, là món khai vị cho tiệc chay, hay dùng gỏi như một món rau trái ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Kênh Ghiền Nấu Ăn mến chúc cả nhà thực hiện thành công.